Các bạn thân mến, những người yêu audio thực thụ như anh em chúng ta chắc hẳn ai cũng ao ước, ai cũng mong muốn mình có đủ kinh phí để mua sắm và sở hữu những cấu hình thật đắt đỏ, những dòng sản phẩm tên tuổi đến từ những thương hiệu lớn trên thế giới. Tuy nhiên thì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, lực bất tòng tâm, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đạt được những điều mong ước trong cuộc sống. Chính vì vậy mà có rất nhiều anh em với tầm tiền đầu tư vừa phải nhưng luôn luôn tìm đến những cặp loa, những thiết bị audio có mức giá hợp lý và loay hoay tìm cách phối ghép để tạo ra chất âm phù hợp với túi tiền, phù hợp với đôi tai và sở thích của mình. Và quan trọng hơn là thỏa mãn được niềm đam mê với cái thú vui tao nhã mà chúng ta đã biết. Hiểu được điều đó thì phần lớn những anh em bán audio cũng luôn luôn tìm những cặp loa bình dân, tầm trung và đặc biệt là nó có mức giá hợp lý để mọi người dễ dàng sở hữu được. Với mục đích đó, ngày hôm nay tôi xin tiếp thị đến các bạn một vài cặp loa có giá chỉ vài triệu đồng để các bạn có thể mua sắm. Tất cả mọi yêu cầu về mua các thiết bị audio cũng như tư vấn phối ghép, các bạn hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải màn hình. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình thì có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn thân mến, ngoài ra các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để trực tiếp tham khảo những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Tôi sẽ phối ghép cho các bạn những bộ cấu hình vừa túi tiền và hợp lý nhất. Và như các bạn đã biết, bên cạnh việc bán những thiết bị audio, tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn những dòng sản vật núi rừng Tây Bắc, những món đồ thảo dược cũng như những món đồ ngâm rượu. Các bạn có nhu cầu có thể gọi điện hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại ở phía trên tay trái của màn hình. Và các bạn vui lòng kết bạn vào Facebook Xuân Thanh để tìm hiểu kỹ những dòng sản phẩm thảo dược của núi rừng Tây Bắc. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là một vài mẫu loa mà có mức giá chỉ vài triệu đồng thôi. Ai cũng có thể dễ dàng sở hữu và tôi sẽ gợi ý một vài cái phương án phối ghép để các bạn có thể tham khảo. Các bạn biết là những cái dòng loa Jamo của Đan Mạch ấy, thì các bạn thấy đó là những cái dòng loa rất là chất lượng. Những sản phẩm Jamo của Đan Mạch thì bao giờ anh em cũng rất là yêu mến. Và đây là một cái cặp loa cây của hãng Jamo Đan Mạch. Các bạn nhìn thấy nó có hai bát và một mid chép đô. Đây là cặp loa có lỗ thông hơi trực diện phía dưới và cái chân của nó thiết kế cũng rất là điệu đà. Cặp loa này thì để cho các bạn giá 5 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, nó là Jamo. Nó đặc biệt rất hợp với các dòng âm ly của Denon, bất cứ dòng nào của Denon. Và các bạn có thể dùng Marzahn, rồi Pioneer, rồi Sansui phối ghép với nó cũng rất là dễ dàng. Đó là cặp Jamo Đan Mạch có mức giá 5 triệu 500 ngàn đồng. Bên này các bạn tiếp tục thấy này, đó là một cặp Pioneer. Cặp này thì nó sử dụng tới hai bát lòng cạn, một loa trung giấy và một loa chép titan. Thì các bạn thấy lỗ thông hơi cũng trực diện ở phía dưới. Cặp này nó cao lớn hơn một chút, có giá 5 triệu 800 ngàn đồng. Đây là cặp Pioneer của Nhật, có giá 5 triệu 8. Cặp Jamo của Đan Mạch, đó là loa Âu, thì có giá 5 triệu 500 ngàn đồng. Và các bạn lưu ý là cái mức giá tôi báo thì không bạc cả, không trả giá và không gồm cước vận chuyển. Nhân đây thì các bạn thấy cái nhạc nền nó đang nổi lên, thì đó là cái bài Hận Tha La rất là quen thuộc với các bạn rồi ạ. Và các bạn biết là Hận Tha La là một trong những bài hát được người ta rất là yêu thích trước 1975 cho đến tận bây giờ cũng rất là nhiều người yêu thích. Thì nhân giới thiệu đến các bạn một vài cái mẫu loa này thì tôi lại lan man nói luôn như thế này này. Bài hát Hận Tha La là một trong những bài mà có rất nhiều bạn yêu mến và tôi cũng đã test rất nhiều lần với nhiều giọng ca từ các ca sĩ trước 1975 cho đến những ca sĩ trẻ bây giờ. Các bạn biết là nguyên tác của bài này thì vốn được phổ thơ từ bài thơ Tha La Xóm Đạo của nhà thơ Vũ Anh Khanh. Thì các bạn biết là nhà thơ Vũ Anh Khanh là một trong những nhà thơ, một trong những cây bút nổi lên trong cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Và các bạn biết là ông đã có rất nhiều những cái tác phẩm được xuất bản ở Sài Gòn trong giai đoạn từ 1949 đến 1950. Thì bài thơ Tha La Xóm Đạo này cũng nằm trong những cái tác phẩm được xuất bản ở Sài Gòn. Thế thì khi mà nhà thơ Vũ Anh Khanh này đến Xóm Đạo Tha La đấy, thì ông cảm tác và ông viết lên cái bài thơ này. Thì sau đó bài này nổi tiếng ở khắp miền Nam. Thì có rất nhiều người, rất nhiều nhạc sĩ đã tìm cách phổ nhạc nó. Thì các bạn thấy là cụ thể như bài Tha La Xóm Đạo là cái bài hát được nhạc sĩ Dũng Trinh phổ từ cái bài Tha La Xóm Đạo, từ bài thơ Tha La Xóm Đạo này của nhà thơ Vũ Anh Khanh. Nhưng một cái bài nổi tiếng hơn mà các bạn yêu thích hơn đó là bài Hận Tha La, cũng trên nguyên tác bài thơ Tha La Xóm Đạo của nhà thơ Vũ Anh Khanh. Thì nhạc sĩ Sơn Thảo đã phổ nó thành bài Hận Tha La. Và Hận Tha La là hận cái gì, ai hận ai thì lát nữa tôi lại nói tiếp để các bạn thấy. Và
Tha La là một cái xóm đạo, nó thuộc Trảng Bàng Tây Ninh, An Hòa Trảng Bàng Tây Ninh thì các bạn biết rồi. Trước nó ở đây thì ở cái vùng đó khá là hẻo lánh và heo hút, nhưng hiện nay thì các bạn thấy khá là trù phú và cảnh vật thì cũng rất là tươi đẹp. Và trong đó thì rất nhiều anh em đã mua sản phẩm của tôi rồi. Ở bên này thì các bạn nhìn thấy đây là một cặp tân noi. Đấy, cặp tân noi này thì màu đen và có giá chỉ hơn 10 triệu một chút thôi. Bạn nào thích cặp này thì có thể alo cho tôi. Đó là cái cặp tân noi, các bạn nhìn nó thấy nó sử dụng một cái bát ở phía dưới, ở trên là một loa trung lớn và một loa chép nằm trong lòng gọi là đồng trục. Đấy, đây là cặp tân noi có giá hơn 10 triệu đồng. Tại thời điểm quay này tôi không nhớ chính xác là mười mấy triệu, nhưng tôi bán rất là rẻ cho các bạn. Các bạn chỉ bỏ ra hơn 10 triệu sở hữu ngay một cặp tân noi đóng theo dạng cây. Và cái cấu trúc của nó thì các bạn nhớ nhé, thằng tân noi ở bất cứ một sản phẩm nào, ở phân khúc nào, nó cũng sử dụng cái công nghệ tán âm sắc và đóng vát thùng bo phía sau. Các bạn thấy đây là một cái công thức đóng thùng ở trên những dòng high-end đắt đỏ hiện đại giờ rất là nhiều. Tất nhiên là cái cách tính toán ma trận lồng thùng của nhiều cái siêu phẩm thì hiện nay nó cũng đã có cái sự khác biệt. Như các bạn thấy, thường thường trên những cặp loa nó đắt đỏ lắm, và chúng ta thường thường đã mua những cái dòng này là chúng ta cũng khó mà chúng ta nghĩ đến những cái cặp loa tiền tỷ được. Đấy, những cặp nó vừa tiền nhưng mà ta ghép tốt thì bao giờ nó cũng cho cái âm thanh rất là hay. Đây là cặp Infinity này, cặp này cặp loa monitor Infinity có một chép hướng thiên của thằng Mỹ, cặp này sản xuất tại Mỹ này. Đấy, cặp này thì năm ngoái tôi bán là 21 hay 2 triệu gì đó. Đấy, bây giờ tôi để cho các bạn dưới 20 triệu, bạn nào lấy thì tôi để cho cặp này. Cặp Infinity xịn của Mỹ, rất là nặng. Đây là một cái cặp lead này. Cặp lead này là của Đức. Của Đức hay của Pháp thì tôi quên mất rồi. Đấy, cặp này thì bạn nào thích thì tôi sẽ chụp ảnh cho cụ thể và giao lưu với các bạn. Giá cũng rất là mềm thôi. Và nếu như nói về âm ly ấy, thì đây này, ngày hôm qua tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Đây là âm ly Pioneer 8800. Đấy, giao lưu các bạn giá chỉ 4 triệu 500 ngàn đồng thôi. Các bạn ghép vào bất cứ cái mẫu nào mà tôi vừa tiếp thị, đảm bảo các bạn sẽ nghe nhạc với cái sự tí tách âm thanh rất là trong sáng. Các bạn nhớ là những cái thằng SA nhé, những thằng SA của thằng Pioneer này này, từ các dòng 7600, 7400, 8800 hay là 8900, 9800 của nó thì đều cho rất chất âm rất là trong sáng và mềm dẻo. Châm ly Pioneer 8800 này để cho các bạn giá 4 triệu 500 ngàn đồng. Những chiếc đầu CD Philips này giá chỉ vài triệu thôi. Rồi NAD này, NAD đấy các bạn. Đấy. Rồi đó là gì ạ? Cover 1060. Thuốc độc cho các dòng Boss, các bạn đánh vào các dòng loa Boss 301 hay các dòng Vega Infinity nghe rất là đã đời. Ở dưới là âm ly Marzahn 54D có giá 5 triệu 500 ngàn đồng. Anh em khác thì bán thường cao hơn, nhưng tôi để các bạn giá 5 triệu 500 ngàn đồng một chiếc âm ly rất là đẹp. Các bạn nhớ nhé, những dòng karaoke 203A, 203N, đấy, 203D đấy, thì tôi bán giá 6 triệu đồng. Các bạn có nhu cầu thì có thể alo cho tôi sẽ để cho các bạn cái mức giá rất là hợp lý. Ngoài ra thì các dòng, các bạn nhiều bạn rất là quan tâm đến lọc xì. Thì các bạn thấy này, kể cả những cái bộ kéo đẩy cover này tôi cũng có này. Đấy, kéo đẩy cover nhé. Bạn nào thích thì cứ bảo tôi là kéo đẩy cover, bảo tôi chụp Zalo cho. Bộ này thì các bạn đánh 701, 601 này, đánh vào các dòng 301, 501. Các bạn nhớ cover nó là thuốc kịch độc của thằng Boss rồi. Đấy. Đây là những chiếc lọc xì Pioneer 777 và JVC. Riêng chiếc JVC này các bạn có thể sử dụng để làm dề vì nó có cái phần tăng giảm âm lượng. Ở đây thì các bạn lại thấy này, Technic này, 4 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, có giá 4 triệu 500 ngàn đồng, đó là Technic 7700. Riêng con này các bạn trị tất cả những cái dòng loa Âu, rồi loa Nga có độ nhạy thấp. Những dòng loa mà có độ nhạy thấp thì các bạn thường rất là tốn tiền đi tìm âm ly để loay hoay, để đánh làm sao cho nó ra được chất âm. Có thể có những chiếc âm ly lên đến vài chục triệu nhưng đánh lại không ra được chất âm. Nhưng một chiếc giá chỉ 4 triệu 500 ngàn đồng, chuyên trị những dòng loa có độ nhạy thấp. Kể cả những dòng loa Nga S30, 50, 70, 90. Các bạn nhớ nhé, những cái dòng loa Nga thường thường là nó hơi lì và nó hơi ăn công suất. Thì các bạn sử dụng những con Technic này này, giá chỉ 4 triệu 500 ngàn đồng. Không hay không lấy tiền các bạn nhé. Ở phía trên thì các bạn nhìn thấy 7825 mã. Đấy, chiếc này thì có giá hơn 10 triệu đồng. Âm ly Pioneer 7825 mã. Dòng này thì các bạn rất là yêu thích và đánh vào những cái cặp loa của Pioneer, đánh vào những cặp loa của Anh, đánh những cặp loa của Mỹ này. Mà trước đây các bạn thấy tôi đánh vào rất nhiều những cặp loa cổ của Mỹ, những cặp Avon cũng thế, cũng rất là hay và sẽ cho chất âm rất là tí tách trong trẻo. Bây giờ lại trở lại với cái câu chuyện mà chúng ta đang nói dở lúc nãy, tức là nói về cái câu chuyện Tha La xóm đạo. Thì các bạn biết là nguồn gốc của xóm đạo Tha La này, thì khi mà thực dân Pháp có ý đồ xâm lược Việt Nam chúng ta từ rất sớm,
thì thực dân Pháp tìm cái cách là vẽ lại cái bản đồ của Việt Nam chúng ta để tiện cho cái việc chúng đổ bộ quân và xâm lược. Thế thì các bạn thấy là cái cách duy nhất là họ sử dụng tôn giáo, tức là họ đã sử dụng công giáo như một cái công cụ chính trị. Bởi vì các bạn thấy, các bạn nhớ cho tôi nhé, tôn giáo chính thống nào trên thế giới này cũng đều rất tốt đẹp, mà nó luôn luôn hướng con người đến cái đẹp và hướng con người đến cái thiện. Các bạn thấy tôn giáo nó rất tốt đẹp. Có những cái điều mà chúng ta tuyên truyền mãi, nói mãi không được, nhưng mà tôn giáo nói rất là nhẹ nhàng, người ta nghe theo hết. Và thường các bạn thấy tôn giáo tốt đẹp, tôn giáo chính thống, dù bất cứ cái tôn giáo nào trên thế giới này, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, hay là đạo Hồi, hay Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân, thì người ta cũng đều hướng con người đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. Nhưng mà các bạn thấy là cũng có những cái thời điểm mà tôn giáo lại vô tình trở thành cái công cụ để thực hiện các mục đích chính trị của nhà cầm quyền. Chính vì vậy mà các bạn thấy là Pháp đã sử dụng các giáo sĩ người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rồi những người giáo sĩ của Pháp đến Việt Nam để truyền đạo, nhưng mục đích là vẽ lại cái bản đồ quân sự để phục vụ cái việc xâm lược. Cái điều này thì lịch sử đã ghi chép nhé. Các bạn thấy không phải tôi suy diễn đâu, mà cái điều này là học trong ghế nhà trường ai cũng biết. Và cũng cùng với cái quá trình truyền đạo đó thì các bạn thấy là nó cũng có cái mặt trái nhưng cũng có cái mặt tích cực. Trước đây các bạn biết rồi, ông cha chúng ta bị Trung Quốc, tức là bị tàu nó xâm lược nghìn năm, đồ hộ nghìn năm. Chúng ta không có chữ viết riêng. Sau này với lòng tự cường dân tộc thì cha ông ta đã sử dụng cái chữ Hán để ghi lại cái phiên âm của người Việt và trở thành cái chữ Hán Nôm, tức là cái chữ Nôm đấy. Thì các bạn đấy, chữ Nôm thì thường lại khó đọc và khó học hơn là cái chữ Hán. Nhưng chữ Nôm tồn tại rất là lâu dài. Nhưng khi mà các nhà truyền giáo của phương Tây vào Việt Nam chúng ta thì họ đã sử dụng cái chữ Latin A Á Ớ Bờ Cờ Giờ Đờ bây giờ đấy để ghi lại cái phát âm của chúng ta. Thì lúc đó thì các bạn thấy là vô tình nó lại tạo ra cái chữ quốc ngữ của chúng ta bây giờ, và nó rất gần với cái chữ phương Tây. Cho nên là các bạn thấy là chúng ta có một cái bước chuyển mới trong việc ghi chép lại kinh nghiệm trong quá trình lao động sản xuất, cũng như ghi chép lại cái chính sử. Và dần dần thì chúng ta đã thoát khỏi được cái tiếng Hán và chúng ta bỏ cái tiếng Nôm. Tất nhiên nó tạo ra một cái nét đứt gãy trong lịch sử. Con cháu như anh em chúng ta giờ vào chùa vào đình là ta không đọc được chữ của ông cha chúng ta nữa, đúng không ạ? Ghi các câu đối nữa. Nhưng mà cái hay là chữ quốc ngữ của chúng ta bây giờ nó rất hiện đại và văn minh. Thì các bạn thấy đó cũng chính là một công rất là lớn của những nhà truyền giáo phương Tây. Thế thì các bạn thấy là do cái tôn giáo lúc đó, tức là cái đạo công giáo bây giờ, nó bị sử dụng như một cái thứ công cụ. Đấy, cho nên là triều đình nhà Nguyễn người ta rất căm ghét, và các vua nhà Nguyễn thì người ta đàn áp rất là kịch liệt cái hoạt động truyền đạo và cấm rất là gay gắt và xử trảm cả các cha rồi những người truyền đạo và đặc biệt là đồng bào. Thế thì các bạn thấy là khi mà nhà Nguyễn nó đàn áp quá, họ đàn áp quá thì một bộ phận giáo dân đã bỏ chạy và người ta về cái vùng Trảng Bàng, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh, tức là về cái vùng Tha La đó, và người ta lập nên cái họ đạo Tha La. Và các bạn thấy là bản chất thì những người theo đạo công giáo thì người ta lại vẫn nặng một cái tình yêu đối với quê hương đất nước và một lòng kính Chúa, nhưng người ta lại rất nặng tình yêu, người ta không quên mình là máu đỏ da vàng, mình là con cháu vua Hùng và mình là con lạc cháu Hồng, cho nên họ yêu nước lắm. Và các bạn thấy là khi cái phong trào Cần Vương đấy nổ ra kháng Pháp đấy, thì rất nhiều con em họ đạo Tha La đã tham gia phong trào chống Pháp, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta lãnh đạo. Thì con em đồng bào họ đạo Tha La đã tham gia và có nhiều người đã anh dũng hy sinh và đã lập nên chiến công hiển hách. Điều này thì lịch sử đã ghi chép. Và các bạn thấy là khi mà nhà thơ Vũ Anh Khanh hiểu cái điều đó và ông cảm xúc lắm, ông viết cái bài thơ Tha La Xóm Đạo, và nó như một cái sự tri ân ấy, nó là khúc tráng ca viết về những người trai trẻ ấy, với ý chí quật cường và một lòng thờ Chúa và yêu nước. Và ông đã viết cái bài thơ Tha La Xóm Đạo, nguồn gốc nó hay lắm, nó ý nghĩa nó như vậy. Thì cảm tác cái điều đó thì tôi nói lại câu chuyện là nhà thơ, nhạc sĩ Dũng Trinh phổ nó thành bài hát đó là Tha La Xóm Đạo. Nhưng bài này không nổi tiếng bằng bài Hận Tha La mà chúng ta hay hát, và nó được phổ nhạc bởi Sơn Thảo, nhạc sĩ Sơn Thảo. Sau này thì nó còn có những cái phiên bản Tân Cổ Giao Duyên nữa, các bạn biết rồi, nhưng nó không phổ biến ở miền Bắc. Thì các bạn thấy đó là những cái câu chuyện cũng rất là hay về khi chúng ta nghe nhạc, kể cả những nhạc thu âm trước 1975 hay sau 1975 một cái tác phẩm này, nhưng chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh ra đời của nó, chúng ta cảm khái và chúng ta thấy rõ ràng là người Việt Nam chúng ta có cái tinh thần đoàn kết, dù công giáo, tin lành,
Phật giáo hay bất cứ một cái tôn giáo nào chính thống trên đất nước Việt Nam chúng ta thì đều hướng con người đến cái chân, cái thiện, cái mỹ và khuyên răn con người ta làm những điều tốt đẹp và đoàn kết với nhau và cùng với cái đức tin của mình, thì đó là cái lòng yêu nước, cùng nhau chung tay góp sức để bảo vệ cái giải đất hình chữ S này. Và các bạn thấy là Đảng Nhà nước chúng ta luôn luôn có cái chủ trương đó là đoàn kết các dân tộc, đó là cái nền, cái sự đại đoàn kết mà Bác Hồ chúng ta cũng đã nói, cũng như những cái câu chuyện mà các bạn thấy là đoàn kết các tôn giáo, người theo tôn giáo cũng như người không theo tôn giáo đều không quên mình là máu đỏ da vàng, đấy, đều là con hồng cháu lạc. Đó, các bạn hướng vào trước mắt thì tôi lại nói về một vài cái cặp loa. Đây là cặp JBL 100 Century. Thì đối với cái dòng này thì nó có cả phiên bản tép chéo và phiên bản tép thẳng. Thì các bạn thấy đây là phiên bản tép thẳng này. Cặp JBL 100 Century, phiên bản tép thẳng hàng. Đối với dòng tép thẳng hàng này thì tướng bát của nó ấm hơn thằng tép chéo một chút thôi. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào các phương án phối ghép của các bạn nữa. Nhưng thông thường trên thị trường thì các bạn là rất là yêu thích cái dòng tép thẳng hàng này. Và cặp này thì thông thường anh em bán 36, 37 đấy, thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Và nếu như đánh đối với cái dòng này đánh thì các bạn hay sử dụng cái dòng Luman 309V, 309X, Luman 80V, 85V và đặc biệt là sử dụng Acufei. Nếu như các bạn có dòng Acufei, ví dụ Acufei 303 này đấy, với giá 33 triệu đồng, các bạn đánh rất hay rồi. Còn những dòng 406V, 212, đấy, 406 từ 305V hay những dòng đây này, đấy, Luman 507UX, 505UX vân vân thì phối với nó đảm bảo các bạn chắc chắn rất là tuyệt vời. Nhưng ngày hôm trước thì tôi đã giới thiệu các bạn một chiếc âm ly nữa, nếu bạn nào có điều kiện ấy, thì cũng đừng tiếc tiền, có điều kiện thì mua. Các bạn nhìn đây này, đây là một trong những kiệt tác G-Siver của Mark Intock. Nếu như thật sự các bạn ấy, các bạn có tiền, các bạn mua những chiếc âm ly Mark Intock khoảng 8-90 triệu thì các bạn đánh các dòng loa JB luôn luôn khẳng định các bạn là phương án bảng A. Đấy, nếu như nói về dòng bán dẫn. Nhưng các bạn có khoảng 26-27 triệu thì tôi đề cử. Đây là âm ly Mark Intock có giá 26 triệu đồng, đó là Mark Intock 4280, dòng G-Siver. Dòng này là dòng cực kỳ nổi tiếng của Mỹ, đặc biệt là nó là một trong những dòng sản phẩm mà Mark Intock một thời kỳ người ta rất là tự hào về chất âm của nó, đó là thuần bán dẫn, đó là dòng G-Siver. Mà các bạn biết rồi, dòng G-Siver thì luôn luôn có độ sắc nét hơn tất cả những dòng mặt gương. Đấy, chiếc ly Mark Intock 4280 này là dòng G-Siver tuyệt đẹp, gần như mới, giá nó là 26 triệu đồng. Hôm trước tôi nói câu chuyện này, có nhiều bác cũng rất là đam mê và mua nó với giá 43 triệu đồng đấu giá trên eBay. Bây giờ thì các bạn lại hướng sang bên này, ta lại nói tiếp về những cái câu chuyện về những cái dòng loa. Đấy, thì đối với những cái dòng này này, các bạn biết rồi, nó là Ditton 15XR. Đấy, Selection Ditton 15XR. Ở Việt Nam chúng ta suốt những năm 90 cho đến những năm 2000 và thậm chí là kéo dài mãi về sau này, rất nhiều người thích dòng Ditton của Anh Quốc. Thì đây là mẫu Ditton 15XR. Dòng này tại sao nó hay ạ? Bởi vì là những dòng loa của Anh thì nói thật các bạn, nếu nghe nhạc vàng thì mình phải nói loa Anh. Đấy, tôi mới nói các bạn, tôi chẳng giấu gì đâu, loa nào thì tôi cũng bán. Nhưng nếu nhạc vàng hay những cái dòng trữ tình đồng quê êm ái ấy, thong thả ấy, thì ta nghe bằng loa Anh nó luôn luôn tái hiện một cách xuất sắc và âm thanh của nó cực kỳ trung thực. Các bạn thấy những cái dòng Tannoy D500, Berkeley là những trong một trong những cái dòng loa nổi tiếng của Anh rồi. Nhưng Ditton là những dòng loa bình dân. Đấy, nhưng mà chất âm của nó thì chưa có ai chê cái gì cả, không ai phủ nhận cả. Âm thanh của nó ngọt, bát nó đánh lực nhưng tiếng bát nó không hề gây khó chịu một chút nào cả, giống như cái công nghệ tán âm sắc của những thằng Tannoy. Đấy. Ở dưới này là một cái cặp loa của Mỹ nữa này, đây là một cái cặp loa cổ của Mỹ. Đấy. Dòng này thì các bạn nhìn thấy là cấu trúc của nó thì có tới 3 cái mid chép ở phía trên và ở dưới là một bát 30. Dòng này thì các bạn cứ sử dụng những cái dòng âm ly như kiểu Dynaco Headkit hay những dòng Pioneer 7800 hay những dòng Mark Intock 4280, đánh vào những cặp loa này các bạn thấy âm thanh nó sạch, cảm giác như ta đang nghe trên những thiết bị rất là đắt tiền và đánh bằng ly đèn vậy, cảm giác như vậy. Đấy. Thì các bạn thấy tiếp tục này, âm ly thì có rất nhiều những cái dòng đẹp và khổ. Thì các bạn nhìn thấy đây là một trong những dòng âm ly được em cũng rất là yêu thích, đó là 980. Đấy. Pioneer 980SX. Đấy, dòng này là một trong những dòng có mức giá hợp lý mà nhiều anh em rất là yêu thích, bởi vì là nó thuộc những dòng G-Siver của Pioneer. Và Pioneer thì các bạn biết rồi, nếu nói về Pioneer thì chất âm của nó luôn luôn đi theo cái khuynh hướng đó là trong sáng, tách bạch và chi tiết, đặc biệt là trên những dòng G-Siver. Đấy.
Bên này thì các bạn nhìn thấy đèn ông này. Đấy. Mẫu đèn ông này thì có mức giá cũng rất là hợp lý, đó là 550. Đèn ông 550 này thì các bạn đánh vào những dòng loa Bose, ví dụ 301 series 3 này, 301 series 4, 301 series 2. Đấy, những cái dòng 4.2 series 2 vân vân. Đấy, thì các bạn sẽ thấy âm thanh của nó đánh rất là uy lực và nó rất là hợp nhau, đặc biệt là các bạn đánh vào những dòng Zamo của Đan Mạch, nghe nhạc vàng nó rất là nồng nàn, ấm áp và da diết. Các bạn thân mến, có rất nhiều cái nội dung mà tôi cũng muốn chia sẻ và tâm sự với các bạn. Tuy nhiên thì cái thời gian làm video nó khá là dài rồi, tức là cái dung lượng ấy. Thế nên tôi dừng lại đã và tôi sẽ nói ở một video clip khác tiếp tục cùng các bạn nói về những cái tác phẩm nghệ thuật mà anh em chúng ta nghe quên ngày tháng từ bao nhiêu năm qua. Bây giờ tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.